Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ở trong clip này mình tiếp tục làm cái trò là vương giả Minh Diệu. Và mình sẽ chơi một vị tướng tên là Hàn Tín. Hàn Tín trong vương giả Minh Diệu nha anh em. Và cái bộ kỹ năng con tướng này thì rất là hay, anh em vào sẽ biết. Mình lần đầu tiên mình chơi con Hàn Tín này thôi. Thì con Hàn Tín này lấy tên là một vị tướng, một danh tướng thời Hán Sở Tranh Hùng. Người mà giúp Hán Tổ Lưu Bang chiến thắng Hạng Vũ để giành lấy lập ra nhà Hán đấy. Anh em nào xem phim Hán Sở Tranh Hùng thì biết cái vị tướng này. Một vị tướng rất tài ba, rất biết nhẫn nhục để làm nên việc lớn và cuối cùng vẫn bị chết bởi Lưu Bang. Rồi trận đấu này thì danh vàng và danh gì thôi, bạch kim thôi. Thì ở cái trò vương giả Minh Diệu này thì danh bạch kim chính là danh cao thủ nha anh em. Còn danh vàng là kim cương. Rồi trận này có mấy vị tướng mình biết rồi. Là cái con cầm đèn thì mình biết rồi đấy. Con tên là Đại Kiều. Còn mỗi con nhìn như quẩy gì nó chạy trông buồn cười đấy nhỉ, không biết là tướng gì luôn. Còn con đi giữa là con Luna, còn đây là cung thủ Hậu Nghệ. Bó tay mình đi rừng mà định rút nuôi cái gì không biết. Bó chiếu thanh niên đi rừng mà không ăn thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống. Con này kỹ năng thì anh em nhìn thì biết rồi chưa. Rất giống thanh niên Nagaroth. Thì thanh niên Nagaroth được sao chép từ vị tướng này ra. Cái trò vương giả Vinh Diệu là đó chính là cái cha mẹ đẻ của cái trò Liên Quân Mobile. Bởi vì sao mà nó thành Liên Quân Mobile? Thì cái này là do bên nhà Tencent ấy, cái hãng mà sản xuất ra cái trò vương giả Vinh Diệu này, nó bán bản quyền cho game Liên Quân để làm ra Liên Quân. Liên Quân Mobile Đài Loan hay là Liên Quân Mobile Việt Nam đều là từ cái bản này nó sinh ra. Đây là top 1 game MOBA của châu Á. Mình canh luôn, có giết được nó không? Ôi ôi, ôi trâu thế, té rồi. Vì mới chơi trò này nên không ước lượng được cái sức mạnh của các tướng khác. Rất là khó đánh nhé. Thì bạn rất đông. Rồi thanh niên này đánh khôn thế không biết. Thế ngay mình vào ăn rồi cho cướp này, mình còn trừng trị cơ mà, sợ gì. Té đi bạn ơi, té đi em Đại Kiều ơi. Chạy về đi, không biết chạy được không nhé. Ôi, thằng kia mình đánh rồi, nó là giống, nó tên là Đạt Ma. Rất kinh khủng, đánh hay thế nhỉ. Thanh niên này cầm Đạt Ma đánh giỏi đấy. Này thì giỏi này, nên bảng đánh số chưa. Rồi con này kỹ năng thì mấy con Nagaroth thì tương đương nhau, giống hệt ý. Thì mình nói chung là khá là dễ đánh thôi. Mình không phải chuyên đánh Nagaroth nhưng mà nói chung là vẫn đánh được. Một chiêu cuối dùng khá là hay, nó không chém kiểu Nagaroth. Con này cầm thương Hàn Tín. Rồi ra farm luôn, farm xong rồi về. Rồi. Con này nó bắt mình may quá. Thằng kia nó choáng kịp thời. Ôi, thôi chắc chết rồi, thanh niên chết rồi. Thanh niên chết rồi, choáng rồi xong lại chạy. Hay quá nhỉ. Rồi có ai gọi mình đang đến nhỉ? Đại Kiều đang gọi mình đến, đợi tí nha, sắp đến rồi. Đến rồi. Anh em có thể thấy di chuyển tức thời rất thích luôn. Anh em Đại Kiều hỗ trợ thì rất là sướng rồi. Toàn là những nhân vật nổi tiếng của thời chiến tranh của Trung Quốc à. Có mạng rồi. Không để chạy được cái thanh niên này, giết luôn cái thanh niên Đạt Ma. Đạt Ma chạy được, chạy làm sao được, chạy làm sao được, nó khá là trâu rồi anh em, nên tăng rồi.
Đã đặt trâu, đánh mãi mới chết. Em có thể thấy là đánh rất sướng luôn. Như kiểu mình cầm la Lacrosse có bùa cho mình về rồi. Từ đây được về hồi máu, đầy máu luôn. Tôi ra cướp bùa đỏ còn hậu nghệ luôn. Dám ăn chanh của mình à? Ăn chanh này, ăn chanh này. Không có bùa đỏ làm sao mà ganh được. Tôi đứng nói chửi mình rồi. Cho chết cái thằng tàu khựa. Rồi có mạng rồi. Rồi còn một thanh niên này gọi là đây. Đây. Thanh niên này. Chết chưa? Chết rồi. Oh yeah. Con này chiêu của nó nhảy xa hơn của Lacrosse hay sao? Rồi bác Phan, team bạn thì không muốn dừng hay sao? Con cầm như kiểu Butterfly, con tên là King Kha ấy, quân sát thủ, nó không farm dừng hay sao? Cứ đi đánh nhau kìa. Thôi dừng nhường cho mình sơi hết. Sơi hết cả lợn rừng đến gọi là quái vật. Tiếp tục đi ganh. Rồi ăn xong con bùa xanh rồi ganh tiếp. Ở trò vương giả vĩnh diệu này đồ họa chỉ đẹp, mình cảm rất là đẹp hơn Nikon MOBA. Và chơi cũng khá là mượt, mặc dù mạng trung cước nhưng mà chơi rất là mượt. Rồi có mạng ra mình rồi. Chạy làm sao được, thanh niên này chắc là chết nốt thôi. Rồi hất tung đi em, chạy làm sao được. Đánh phê như kiểu cầm Lacrosse luôn. Trận đầu tiên đấy các bạn ơi, cảnh rất sướng. Rồi mình sẽ cố gắng làm nhiều cái trò này, nó là tiền thân của Nikon Mobile. Và nói chung là tướng thì nó nhìn làm trông đẹp hơn rất nhiều. Anh em chơi Nikon Mobile quen rồi thì thấy thế thôi. Và Nikon Mobile là bản của Việt Nam nên anh em thích chơi thôi. Thực ra bản này nhìn trông khá đẹp. Thì hiện tại thì Nikon Mobile đã ra mắt ở bên cả bên Hàn Quốc rồi. Anh em có thể tải về chơi. Nói chung là nó bản Hàn Quốc thì nó chậm hơn bản Việt Nam. Thì Việt Nam ra trước rồi mấy tháng rồi, lại có mạng rồi. Như kiểu là Hàn Quốc thì nó sẽ như kiểu mùa 1 của Việt Nam nha, nó sẽ cập nhật dần các tướng. À, vì vậy thì sẽ không phải chơi đâu, anh em không nên chơi. Anh em mà thích nghe giọng Hàn Quốc thì chơi thôi. Mình chỉ chơi bản Đài Loan để biết tướng mới thôi. Thì bản Đài Loan là bản đầu tiên của cái trò Nikon Mobile này. À, rất nhiều tướng mới đều được kiểm duyệt và ra trước ở Đài Loan. Rồi lại có ai kêu gọi mình kìa. Có gái đẹp kêu gọi rồi đến luôn. Rồi quất. Rồi quất. Đó, cứ đi ra đi vào, nói chung là rất ảo diệu. Lại hấp. Rồi. Hấp diêm hết luôn. Nói chung là con Đại Kiều có chiêu là hãy về đây bên em. Rồi đồng đội chỉ cần ấn vào cái nút đấy là sẽ về tụ tập với em. Và chuẩn bị là hấp team bạn. Đang có một mình em nhưng mà gọi một phát cả team đến luôn. Rồi 8-0 rồi, rất là xanh. Nhưng mà trò này thì máu tướng rất là mỏng anh em. Anh em đánh sai một tí là thôi lên bảng luôn đấy. Nhất là mình lên đồ theo kiểu full dam đây này. Lỗi một tí mà đi vào gọi là hồ báo một tí là chết luôn. Quất luôn này. Chạy làm sao được. Rồi xong té, anh em có thể thấy 4 người team bạn này, mình đánh rất là diệu luôn. Ồ, nó không truy sát được mình, nó hơi bị ức chế rồi đấy. Ồ, đã bị Nuna thì mình xử lý hết rồi. Xử đẹp hết rồi. Ồ, ra giúp rồi. Cứu thanh niên này không biết cứu được không.
có mạng. Ui, kinh quá, nó đấm kinh quá. Lên bảng đếm số luôn, anh em có thể thấy là chết bất đắc kỳ tử, không kịp ngáp luôn. Nó bị thằng đặt ma nó đấm. Đồ đạp ma team bạn đánh rất hay. Một mình cân 3 người. À, 2 người chứ. Giết mình nữa là 3. Wow, rượu cho thanh niên đạp ma. À, kỹ năng của con tướng giống đạt ma chính là con Scoot nhá. Nó chưa ra mắt ở bên Liên Quân Vai đâu. Rồi, giết sát thủ. Có sát thủ đấy rồi. Hấp, tìm bạn rất nhiều sát thủ. Rất là khỏe kìa. Chém mãi mới chết rồi. Mình nên đồ full sát thương luôn. À, sai lầm một tí là chết thôi. Solo 1-1 thì ok, nhưng mà bị 2 đánh là rất khó. Ôi, bị choáng, con này còn làm khả năng làm choáng kinh quá. Té rồi, mày quá. Tí nữa bị thằng đặt ma là tóm rồi. Đồ lại cho mình về rồi. Thank you em nha. Ok, đầy máu luôn. Không mất thời gian hồi máu luôn. Hơi lag một tí. Tôi không cướp đó nữa. Đến bây giờ thì mình cũng không cần bùa đỏ mấy. Ăn con rồng thôi. Ăn con rồng này thì mình có bùa búp rồi. À, bùa lợi rất là tốt và rất là khỏe. Ôi, thằng đạt ma. Ui. Anh em có thể thấy combo của nó rất là mạnh luôn. Thôi té thôi. Nó đẩy vào tường thì nó lại được dùng kỹ năng một lần nữa. Rất là kinh khủng. Ôi, team chết gần hết rồi. 3 người chết rồi. Khó đánh rồi. Hấp. Có mạng rồi. Ôi, lag anh em ạ. Lag bị làm choáng. Vẫn hy được 2 mạng. Nói chung giống đánh là có đó thôi, anh em bị làm choáng gì thôi, xác định rồi. Rất may là mình vẫn giết được 2 mạng. Toàn những pha chết kiểu bị hấp diêm thôi. Rồi bây giờ thì đã quen tay rồi, như kiểu đánh Nagroth thôi. Ăn con bùa rồi tiếp tục quẩy team bạn thôi. Ăn bùa xong mình sẽ ăn con mật sinh rồng ý, như kiểu quả trứng rồng. Đẻ ra rất nhiều rồng con ở trên đường. Con rồng nó đẩy đường rất tốt anh em. Rồi mấy thanh niên nuôi một tí đi. Chết hết bây giờ, đang ăn rồng lộ hết. À, đang ăn kinh công lộ hết. Nó hết cả bài. Con này trông rất là đẹp anh em ạ. Thảo diệu quá, may quá, tìm bạn vừa hay ra. Té thôi. À, ra giết thanh niên đi nẻ này. Dưới tìm bạn đông thế mình không thể vào làm gì được. Đó, giết thằng này đi nẻ. Chạy làm sao được với Nagroth hay là gọi là Hàn Tín đi. Ở biên vương giả mình diệu thì nó gọi là Hàn Tín. Solo 1-1 thì mình cân hết nha. Các bạn không có tuổi đâu. Kể cả đầy máu nha. Rồi, sợ nhất cái thanh niên đạt ma thôi. Nhưng mà solo 1-1 thì mình cân hết. Rồi, cân hết. 3 chú rồi. Mình làm 3 mạng rồi. 4 mạng này. Cân 2 thì quá dễ thôi. Mà đánh liên tục mà được ăn 5 mạng thì nói chung là pentakill, nhưng mà không ăn được con kia rồi. Đồng đội ăn thôi. Hấp nào, giết luôn rồi, tiếp tục có mạng nữa. Có
gọi là quầy lát tìm bạn luôn. Rồi chắc chắn là end game rồi, vì team bạn chết sạch rồi. Chết sạch rồi, không thể đỡ được pha này. Vừa có là rồng đẩy đường lại vừa chết hết team. Ok, chắc trận này chắc chắn là MVP rồi. Một mình quầy team. Em có thể thấy là Vương Giả Minh Diệu và Lương Quân Bài thì có lối đánh rất là giống nhau. Vì vậy mình chơi khá là dễ dàng mặc dù mới chơi thôi. Ok, và video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.